Video này chia sẻ cho bạn biết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Halloween. Halloween vốn là lễ hội có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Từ Halloween bắt nguồn từ nhà thờ Thiên Chúa Giáo là dấu vết còn lại của lễ hội On Hallow Eve. Ngày 1 tháng 11 là ngày lễ của người Thiên Chúa bày tỏ lòng thành trước Thánh Thần. Tuy nhiên, vào thời của người Celtic thì mùa màng kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Ngày hội Halloween được gọi là ngày lễ Samhain, đó là ngày 1 tháng 11. Bởi theo họ, vào thời gian này, vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần chết. Khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống, các xác chết đi lại tự do. Theo người xưa kể lại, vào ngày lễ Samhain, linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình. Vì thế, vào ngày 31 tháng 10, dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. Sau đó, con người hóa trang thành ma cà rồng hay những hình thù kỳ quái để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. Bên cạnh đó, cũng có lời giải thích là vào đêm Samhain, người Celtic dập tắt lửa không phải để xua đuổi những linh hồn mà là để sau đó họ cùng nhau đi lấy lửa tại nguồn sáng, gọi là Rilith. Và cơ thể của những người bị các linh hồn nhập vào sẽ bị trói vào cọc và đốt để cảnh cáo và cũng là để xua đuổi các linh hồn muốn tái sinh. Lễ hội Halloween sau đó du nhập sang nhiều nước khác nhau và có sự biến tướng. Nó còn được cho là tục gọi là tục cầu hồn của người châu Âu ở thế kỷ thứ 9. Ngày 2 tháng 11 hàng năm, người Thiên Chúa Giáo đi từ làng này sang làng khác xin bánh cầu hồn. Ai xin càng được nhiều bánh thì giúp siêu thoát cho nhiều linh hồn và linh hồn của người thân của họ ở đâu đó sẽ được lên thiên đàng. Ở Anh trước đây, đêm Halloween từng được gọi là Nutcrack Night hay là Naps Apple Night, tức là mọi người trong gia đình đốt lửa và cùng ngồi ăn trái cây. Nói về ý nghĩa của lễ hội Halloween. Đầu tiên, ý nghĩa về giáo dục. Hành động và cuộc đời của nhân vật chắc tại lễ hội Halloween đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người. Đó là sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt. Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn. Không nên vui chơi với ma quỷ, việc chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi. Tuy nhiên, chuyện anh chàng Jack trong đêm Halloween cũng ghi nhận một thái độ sòng phẳng của quỷ. Đó là ân đền, oán trả và giữ lời hứa. Dù rằng sự giữ lời hứa đã làm cho Jack rơi vào thân phận là cô hồn lang thang chất dưỡng. Nói về ý nghĩa nhân văn, chàng Jack là nhân vật đại diện cho cõi âm. Khi chết Jack trở thành cô hồn không chỗ chung thân. Thiên đàng và địa ngục đều từ chối nhưng sau đó được trở lại với cõi dương. Nếu như trước đây Jack là một con người cô đơn thì khi được quá thân thành người Jack có thể sống vui chơi thoải mái cùng với những người sống nhưng quá trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân văn của lễ hội Halloween. Vì vậy, ngày lễ Halloween có thể xem là ngày hai cõi âm dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la. Oh, 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 oh